Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây Thì anh chị thấy được trước mặt anh chị đây là một cái token, tên là Propit Token anh chị ha Thì trong thời gian vừa qua thì em cũng có nghiên cứu qua rất là nhiều sàn giao dịch và em đã tìm ra một cái sàn giao dịch mới à, Và đây là cái sàn giao dịch ở Hàn Quốc nha anh chị nha Thì chúng ta biết là trên thị trường có rất là nhiều sàn giao dịch uy tín khác nhau À, và cũng như là có rất là nhiều sàn giao dịch lừa đảo nữa cho nên là em phải lọc ra và cũng như là chọn lựa ra để khi mà anh chị là người mới đầu tư vào thị trường này, anh chị phải kiếm được những cái sàn giao dịch nào nó uy tín uh, nó có những cái khu pháp lý và cũng như là nó bảo vệ người dùng tốt hơn để tránh những trường hợp mà anh chị uh, bỏ vào những cái sàn mà nó không có uy tín thì uh, nó rất là rủi ro thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị là sàn ProBit nha anh chị nha đây là một sàn ở Hàn Quốc và hiện tại họ cũng đang có một cái token và anh chị thấy được là cái vốn hóa cái máy cái kép của họ đang ở cái mức là 11 triệu đô một con số khá là khiêm tốn giống như là tổng cung của họ là 190 triệu cái đồng token hiện tại họ đang cung ra thị trường là 42 triệu rồi và chúng ta thấy được là mức giá của họ đã có sự tăng trưởng trong thời gian trước và hiện tại thì nó đang tích lũy nha anh chị nhé và cũng như là đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Và để mà hỏi là có đầu tư được cái đồng con này hay không á thì à, à, câu trả lời của em á, là tùy quyết định của anh chị. Và anh chị phải nên cân nhắc ha, bởi vì á yếu tố về thị trường nó ảnh hưởng rất là nhiều bởi Bitcoin và trong thời điểm này á thì Bitcoin nó đang có nhiều cái dấu hiệu là giảm sút và cũng như là những cái tín hiệu rất là xấu à, đến từ những cái bên liên quan như là chính phủ của Mỹ chẳng hạn. Thì cho nên là khi mà anh chị đầu tư thì anh chị phải tự chịu trách nhiệm với cái quyết định đầu tư của mình và cái thông tin của em á thì chỉ được dùng để anh chị tham khảo thôi ha đó thì cơ bản về đồng token giá trị của nó vẫn đang giữ cái mức giá rất là tốt sau khi mà tăng trưởng có nghĩa là nó không có sụt giảm quá nhiều à, cho nên là cái đồng token này em thấy là cũng khá là tốt và nếu mà sàn giao dịch này phát triển trong tương lai thì đồng Robit token này cũng có thể là có khả năng tăng trưởng lớn bởi vì hiện tại market cap nó rất là nhỏ anh chị đó và cũng như là tổng cung của nó cũng không có quá lớn à, cho nên là cái tiềm năng về phát triển đồng Robit token này là có thì quay trở lại với chủ đề chính thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị là sàn Robit Global để anh chị có nhiều cái góc nhìn hơn về những cái sàn giao dịch ở trên thị trường và đặc biệt là ở Hàn Quốc thì anh chị biết là một quốc gia có cái lịch sử về crypto và sàn giao dịch và cũng như là cái lượng người dùng ở Hàn Quốc nó rất là lớn ha rất là đông đảo và hôm nay em sẽ cùng anh chị hướng dẫn cho anh chị cách đăng ký và cũng như là trải nghiệm qua một vài cái tính năng ở trên cái sàn giao dịch này để xem thử là sàn giao dịch này có những cái điểm gì đặc biệt anh chị nhé. thì hiện tại nếu như anh chị muốn xài sàn giao dịch này thì họ sẽ hỗ trợ anh chị trên hai nền tảng đầu tiên là ở trên browser là những cái trình duyệt như là chrome hay là cốc cốc hoặc là ở trên điện thoại thì có thể là safari Vâng vâng, đó thì anh chị có thể là đăng ký bằng cách là chúng ta tìm đến cái nút là register ha. Còn nếu như mà anh chị đang xài ở trên uh, Android á thì anh chị có thể là download cái app của họ trên Google Play thì họ cũng đã đăng ký lên trên này rồi. Và nếu như mà anh chị đang tìm kiếm ở trên iPhone thì hiện tại họ chưa hỗ trợ ha. Và trong thời gian tới thì họ cũng chắc cũng đang có những cái chiến dịch để mà uh, tạo ra những cái app ở trên iPhone bởi vì người dùng iPhone cũng rất là phổ biến. Uh, thì chúng ta hãy thử uh, xài qua register này nếu anh chị xài iPhone thì cũng có thể là uh, sử dụng trên Safari ha và ở đây thì nếu mà anh chị muốn đăng ký thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là nhấn vào cái đường dẫn ở bên dưới ha để chúng ta có thể là xài thử và cũng như là trải nghiệm qua cái sàn giao dịch này thì đầu tiên là chúng ta phải nhập email và tất cả những cái nội dung ở đây thì em sẽ che lại nhá để bảo mật cái thông tin của em thì anh chị hãy thông cảm ok thì đầu tiên chúng ta hãy nhập email của chúng ta về anh chị nhá rồi sau đó chúng ta sẽ nhập mật khẩu thì anh chị thấy được là họ có kêu anh chị là khi mà nhập mật khẩu thứ nhất là phải từ 8 đến 100 ký tự nè là trên 8 ký tự mới được nha anh chị nha phải có chữ in hoa phải có chữ thường có số và cũng như là uh, có ít nhất là một cái ký tự đặc biệt có nghĩa là dấu chấm than dấu ngã dấu sao hay dấu gì đó thì anh chị phải có ít nhất là một uh, cái ký tự đặc biệt và đây là cái điểm rất là tốt bởi vì nếu mà anh chị tạo bất cứ tài khoản nào mà anh chị ví dụ như là để số điện thoại của mình hay là để một cái gì abc 123 gì đó thì rất là dễ bị root phốt là mỗi phương thức uh, hack rất là nhiều ở trên thế giới này rồi cho nên là anh chị phải cẩn thận ha, khi mà chúng ta đặt, chúng ta hãy đặt một cái mật khẩu này nó an toàn hơn Ok, thì em sẽ đặt mật khẩu của em ở đây Rồi ok, thì khi mà chúng ta nhập uh, mật khẩu lần 1, nhập mật khẩu lần 2 uh, Và chúng ta hãy nhấn vào là I agree À, và cũng như là đủ về cái khu pháp lý của những sàn giao dịch đó, thì anh chị mới có thể xài được ha đó cho nên là những bạn nào mà đang ở dưới 18 tuổi thì vui lòng cân nhắc là chúng ta à, chúng ta hãy nhờ người thân đăng ký dùm hay như thế nào đó chứ chúng ta không thể đăng ký được ha rồi chúng ta nhấn vào confirm thì anh chị đã đồng ý tất cả những cái thông tin dưới đây thì à, ở dưới đây có những cái mục khác ví dụ như là những email thông báo à, về sự kiện vân vân thì anh chị cũng có thể là click vào hết luôn ha bởi vì à, ở trên sàn giao dịch này thời gian tới cũng sẽ có rất là nhiều sự kiện hấp dẫn đó rồi chúng ta hãy nhấn vào Register Thì chúng ta hãy xác nhận chúng ta không phải là một con robot Và khi mà chúng ta đã xác nhận chúng ta không phải là một con robot rồi Thì chúng ta hãy vào Gmail của chúng ta và nhập cái mã ha Chúng ta sẽ có một cái Verification để chúng ta nhập vào đây Thì nó sẽ bao gồm là 6 chữ số thì anh chị nhập vào chúng ta sẽ nhấn vào Verify Ok thì khi mà chúng ta nhập vào Verify xong thì chúng ta đã có thể là đăng nhập được rồi Thì chị hãy nhập với cái email mà lúc nãy chúng ta đã đăng ký và cũng như là mật khẩu nha anh chị nhé À, thì anh chị à, có thể là kéo xuống đây và chúng ta sẽ chọn vào tiếng việt và cũng như là chọn vào là nút tiếp theo là GMT cộng là đúng rồi nè rồi ở đây thì chúng ta sẽ có ngay những cái bước à, cài đặt thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn đầu tiên á, là chúng ta sẽ có bảo mật hai lớp ok chúng ta có cài đặt về số điện thoại nè thì em sẽ nhập số điện thoại của em vào đây nhé ok thì chúng ta sẽ nhấn vào tiếp theo để chúng ta nhận được cái mã xác minh rồi chúng ta sẽ xác nhận một lần nữa và gửi mã xác minh đi Và chúng ta sẽ chờ để mã xác minh nó đến uh, điện thoại của chúng ta anh chị nhé Ok thì trong một lúc thì họ đã gửi cái mã cho cho em rồi ha Thì nếu mà anh chị chưa có mã thì anh chị có thể là nhấn gọi lần nữa Thì họ sẽ gửi mã cho anh chị nhé Ok thì uh, em sẽ nhập mã và mã cũng sẽ có 6 chữ số ở đây Thì chúng ta hãy nhập mã vào ha Ok khi mà chúng ta nhập xong thì chúng ta nhấn vào nút tiếp theo Và chúng ta nhấn vào nút lưu để chúng ta xác nhận OK, thì tiếp tục thì chúng ta hãy xác thực hai yếu tố nữa đó là xác minh và email. thì chúng ta cũng sẽ lấy email và chúng ta nhập mã vào thôi, không có gì là quá khó anh chị nhá. Chúng ta thấy được là từ lúc đăng ký đến lúc mà vào được cái sàn á, thì chúng ta phải à, cài đặt hết tất cả những bước bảo mật. thì đây là một cái điểm rất là tốt bởi vì có nhiều người á à, khi mà đăng ký chúng ta bị lười, thì chúng ta thường là chúng ta hay quên những bước xác minh. thì khi mà chúng ta không có lớp xác minh, không lớp bảo mật á, thì nó rất là rất là khó nha anh chị nha và khi mà gặp ngay cái trường hợp nào mà chúng ta bị uh, hack về máy tính hay hack về uh, thiết bị uh, di động của chúng ta thì chúng ta có thể là bị mất đi uh, cái số tiền mà chúng ta đang để trong tài khoản cho nên là cái sàn Robit này khi mà chúng ta thấy được là những cái bước đầu tiên khi mà cài đặt của cái tài khoản á, thì họ cũng đã giúp cho chúng ta về cái bước xác minh về bước bảo mật hai yếu tố vân vân thì đây là cái điểm rất là tốt thì chúng ta sẽ xác nhận uh, về cũng như là chúng ta đã xong một bước về số điện thoại thì khi mà chúng ta hoàn thành số điện thoại thì anh chị hãy tiến hành đăng ký về cái OTP là cái Google Authenticator đó anh chị Đó là cái mạng và cái số chỉ số và nó thay đổi liên tục để mà bảo mật hơn à, Thì ở đây anh chị có thể là đeo hai cái ứng dụng đó ở trên Google Play cũng như là App Store Nó khá là nhanh thôi Và khi mà anh chị đeo xong thì anh chị nhấn vào nút tiếp theo ở đây Thì họ sẽ cung cấp cho anh chị là 16 cái ký tự ở đây Thì đây là ký tự để mình chị có thể là phục hồi được cái Google Authenticator khi mà chúng ta bị mất điện thoại hay là chúng ta Hay là chúng ta bị uh, quên đi á, đúng không ạ? Đó chúng ta sẽ nhập cái này vào để chúng ta lưu lại ha, anh chị ha, nó khá là đơn giản thôi à, và khi chúng ta lưu lại thì anh chị nhớ là chúng ta hãy cất thật là kỹ ha, cất thật là kỹ để tránh trường hợp là ai đó có thể là à, lấy cái mã đó về sử dụng vào về những cái việc à, đăng nhập. thì khi mà anh chị lưu lại xong thì chị nhấn vào tôi đã xác nhận nè, nhấn vào nút tiếp theo. thì ở bước này khá là đơn giản ở trên cái à, điện thoại của anh chị á anh chị và cái Google Authenticator mà anh chị vừa đeo lúc đầu. Anh chị nhấn vào quét mã, dấu cộng ha, xong rồi nhấn vào quét mã và anh chị đưa cái điện thoại chúng ta quét vào cái mã này à, Và sau khi mà chúng ta quét mã xong thì chúng ta nhấn vào nút tiếp theo à, Ở bước này nó cũng khá đơn giản thôi, anh chị sẽ nhấn vào cái mật khẩu đăng nhập của anh chị lúc đầu anh chị đăng ký Rồi tiếp tục là cái mã 16 ký tự mà em kêu anh chị lưu kỹ đó, anh chị dán vào đây ha Rồi tiếp tục là mã 6 ký tự ở trên cái Google Authenticator thì anh chị sẽ nhập vào Nó sẽ có 6 ký tự thôi và anh chị phải nhập nhanh ha nếu mà thời gian nó quay hết thì nó sẽ và cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ xét thật hai yếu tố đó là xác minh về email, xác à, minh về email cũng như là xác minh về sms để chúng ta có thể là cài đặt thành công về cái otp này họ rất là kỹ càng trong bước bảo mật rất là kỹ càng luôn anh chị ạ à. và đây là một cái điều cần thiết phải có ha đó và em thấy rất là tốt về sms này chúng ta hãy nhấn vào và sẽ gửi một cái sms cho chúng ta rồi sau khi mà chúng ta có mã thì anh chị hãy nhập cái mã của chúng ta vào đây nó khá là đơn giản thôi à, và chúng ta sẽ hoàn thành cái bước này rồi ha tại những bài tiếp theo họ rất là kỹ càng và nhắc chúng ta một lần nữa hãy lưu lại cái mã đó và xong chúng ta đã đăng ký xong rồi anh chị nó quá nhiều bước đúng không ạ nhưng mà thực sự quá nhiều bước như vậy thì nó mới an toàn và cũng như là chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều cái công cụ bảo mật khi chúng ta sử dụng những cái sàn giao dịch như thế này À, uh, ok thì chúng ta thấy được uh, đây là cái giao diện chính của sàn giao dịch ha Thì anh chị có thể là xác thực tài khoản của bạn ngay Có nghĩa là chúng ta KYC đó Thì đây là cái bước mà cần thiết nhất đó Và chúng ta KYC thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ tăng được cái giới hạn rút tiền lên đến là 500.000 đô Và tham gia rất là nhiều cái sự kiện hấp dẫn như là IEO Đó thì cái bước này thì em sẽ uh, skip qua ha Bởi vì cái bước đăng ký nó cũng đã khá là nhiều thời gian rồi và cái bước KYC này thực sự nó rất là đơn giản thôi anh chị chỉ chụp uh, hình hai cái mặt chứng minh nhân dân và chúng ta sẽ uh, chụp cái khuôn mặt chúng ta để chúng ta xác nhận ha nó rất là dễ và rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm một số cái thông tin ở đây để chúng ta hiểu hơn ha bây uh. <laughs> giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trên sàn giao dịch này nó có những cái tính năng gì thì đầu tiên là cái việc mua uh, nạp như thế nào thì đầu tiên chúng ta có một cái option là chúng ta sẽ mua qua thẻ tín dụng nha anh chị nha thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ mua bằng rất là nhiều cái loại tiền tệ khác nhau ở đây Thì anh chị có thể là chọn đó chúng ta sẽ được hỗ trợ bằng Việt Nam đồng luôn Ví dụ như ở đây em sẽ nhập là 10 triệu đi chẳng hạn chị thì chẳng hạn thì nó sẽ quy ra với giá cả của trên thị trường ha đó chúng ta sẽ được quy ra giá cả trên thị trường và khi mà anh chị làm xong thì chị nhấn vào nút mua nè và cái bước này thì họ sẽ sử dụng qua moonpay thì moonpay là một cái bên dịch vụ thứ ba cung cấp về cái dịch vụ về thanh toán credit card thì nó cũng rất là ok rồi và khi mà anh chị đến bước này thì anh chị nhấn vào tiếp theo và cũng như là sẽ có những option như là visa uh, mastercard credit uh, rồi uh, google pay Apple Pay, vân vân, rất là nhiều Samsung Pay nữa, thì anh chị có thể là sử dụng và chúng ta thanh toán và mua Bitcoin trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Đây là một cái option rất là tốt cho những anh chị nào đang uh, sử dụng thẻ tín dụng anh chị ha và muốn giao dịch nhanh hơn. Đó thì uh, đó là một cách uh, thuận tiện nhất rồi. Và bây giờ chúng ta hãy xem qua uh, về cái ví của chúng ta. Chúng ta sẽ làm được những cái yếu tố ở cho cái ví này? Thì anh chị thấy được là chúng ta có hỗ trợ rất là nhiều cái loại uh, đồng tiền tệ khác nhau ở đây có USDT BTC, Ethereum, XRP, AAA, OV Rất là nhiều ha, họ hỗ trợ rất là nhiều Và anh chị có thể là kéo ra hoặc là anh chị có thể là search ở trên này Ví dụ như là uh, USDT thì nó sẽ hiện ra như thế này Thì ở bước này khi mà anh chị chưa KYC uh, Thì cái hạn mức rút tiền của anh chị chỉ đang nằm ở cái mức là 5.000 USDT thôi nha anh chị nha Cho nên là anh chị uh, hãy KYC đi mà thật sự là khi mà tại bất cứ cái tài khoản giao dịch nào anh chị cũng nên KYC cho nó an toàn và khi mà chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta thấy được là chúng ta có nạp tiền cũng như là rút tiền à, thì thì nạp tiền thì anh chị sẽ được hỗ trợ rất là nhiều cái mạng lưới khác nhau à, chúng ta có ERC là của Ethereum nè TRC nè À, thì chúng ta sẽ có TRC và cũng như là Binance Smart Chain. Thì tùy cái mạng lưới thì anh chị phải chọn đúng cái địa chỉ mà anh chị sẽ gửi tiền vào ở trong cái ví này. Ví dụ như ở bên một cái ví MetaMask mà anh chị muốn gửi về tiền vào cái tài, tài sản này á, à, ở trên BEP20 thì anh chị phải chọn đúng là Binance Smart Chain BEP20 và copy y, y, y nguyên cái này ha để mà chuyển tiền đã không bị nhầm lẫn và khi mà chuyển tiền xong thì lịch sử uh, gửi tiền nó sẽ nằm ở đây nha anh chị. Rồi, OK. Thì khi mà chúng ta nạp tiền được, chúng ta uh, có tiền ở trên tài khoản rồi, chúng ta có thể là giao dịch. Thì chúng ta có thể là giao dịch như sau. Thì anh chị có thể là vào sàn giao dịch nè. Rồi chúng ta sẽ chờ cho Robit nó loát nó một tí thì chúng ta sẽ thấy được là, thì đây là cái biểu đồ mặc định ở trên uh, Robit nha anh chị. Nó khá là uh, dễ dễ xài và em cũng thấy được là cái khuynh hướng nó cũng rất là giống với những cái sàn forex á nó rất là đẹp ha anh chị ha nó, nó cơ bản nó tinh giản đi nó rất là đẹp và ngoài ra chúng ta cũng có thể là sử dụng qua trading view thì sàn nào bây giờ trên thế giới cũng đều hỗ trợ trading view cả thì anh chị sẽ có được hỗ trợ rất là nhiều về công cụ vẽ và cũng như là indicator và cũng như là rất là nhiều frame thời gian khác nhau khác nhau và chúng ta có thể là thuận tiện và chúng ta theo dõi những cái mức giá và cũng như là sơ đồ giá nó chạy như thế nào thì bên cạnh đây chúng ta cũng có order book và cũng như là trade fix là những cái bảng trade uh, mua bán vân vân lệnh mua lệnh bán á anh chị có thể là xem qua ở bên này ha ok và ngoài ra thì anh chị nhìn vào tay trái thì chúng ta sẽ có những cái cặp liên quan ví dụ như là uh, cặp giao dịch trên USDT hoặc là cặp giao dịch trên BTC hoặc là Ethereum vân vân thì họ hỗ trợ rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau để anh chị có thể là mua và đầu tư thì đây là một cái điểm cũng khá là tốt và cũng như là có những cái dấu tích như thế này để anh chị có thể là nốt lại ví dụ những cái đầu mà chúng ta thích chẳng hạn như Enjin con TRX thì chúng ta có thể là nốt lại để chúng ta đưa nó vào cái mục yêu thích là chúng ta quan sát nhanh đó rất là tiện ha. Về cái việc mua bán thì nó cũng khá đơn giản thôi, nó cũng rất là giống những cái sàn giao dịch từ xưa đến giờ. À, rồi số lượng bao nhiêu vân vân. Và anh chị có thể là mua và cũng như là à, cái tính thanh khoản của nó là ok nha anh chị nhá Thì đó là về trên là chúng ta mua bán và cũng như là tích trữ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng rất là hấp dẫn mà em thấy là à, chúng ta nên à, có những cái bước như thế này để chúng ta kiếm tiền. Thì trong những cái thời gian mà thị trường nó đang đi xuống như thế này á, thì cái việc mà chúng ta cần chúng ta cần ha có những cái biện pháp để chúng ta kiếm thêm tiền và chúng ta sẽ có một cái option nữa để chúng ta có thể nghiên cứu và kiếm tiền ở trên cái sàn Robit Global này thì tiền ở đâu chúng ta kiếm ở đó đúng không anh chị thì Robit Global thì đang có cái chế độ là EO thì đây là cái nơi mà anh chị có thể là đăng ký và chúng ta sẽ mua được những cái dự án được EO trên Robit nha anh chị nha thì thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy được là chúng ta có rất là nhiều cái dự án đã EO trên sàn chúng ta có iCommunity, chúng ta có chain chúng ta có Uh, 25 Finance, chúng ta có rất là nhiều cái dự án đã mọc ở trên này rồi. Và nếu như mà anh chị nắm giữ cái đồng Robex thì anh chị sẽ có thể là chúng ta tham gia uh, vào những sự kiện mở bán. Ví dụ như ở đây kết thúc ở hai ngày, uh, chúng ta sẽ mua được, ha, chúng ta sẽ mua được rất là nhiều mức giá. Ví dụ như anh chị mua bằng Robex thì chúng ta sẽ được bonus thêm 5% anh chị mua USDT thì nó sẽ không hoặc là những đồng khác thì nó sẽ không. Thì đương nhiên rồi khi mà anh chị mua bằng uh, con sàn thì uh, nó sẽ được ưu đãi hơn là cái đương nhiên. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái giá trị ước tính, số lượng mua được vân vân. Và cũng như là những cái điều khoản và những cái cân nhắc mà họ sẽ nói ra cho anh chị về cái thông tin về dự án này và cách mở bán như thế nào, khi nào phân bổ như thế nào đó thì anh chị có thể là vào đây chúng ta đọc qua họ làm rất là chi tiết ha và những cái dự án ở trên sàn giao dịch của họ đều có một đội ngũ thẩm định rất là an toàn để anh chị có thể là đầu tư và cũng như là tránh được rất là nhiều về những cái trường hợp mà scam ha đó thì anh chị thấy được là đối với sàn giao dịch này chúng ta rất là an toàn rồi Và đối với cái việc mà họ bán EO rất là nhiều như thế này Cho thấy là sàn giao dịch này được các dự án tin tưởng và cũng như là niêm yết ở trên sàn khá là nhiều Và chúng ta cũng có thể là nghiên cứu thêm một vài những cái tính năng nữa như là độc quyền ở đây Chúng ta thấy là sàn giao dịch uh, Robic độc quyền Thì cho anh chị mua các token chất lượng với giá giảm cực kỳ khủng có nghĩa là Họ sẽ cung ra chị à, bắt đầu mua những cái mức giá nó rẻ hơn so với mức giá thị trường rất là nhiều Đây chúng ta có sell-off tới 50% Để Xem thử ha à, Bắt đầu vào 5 ngày nữa thì cái sự kiện này sẽ diễn ra đó là Ethereum Thì họ sẽ bán 50.000 đô giá trị Tổng phân bổ của cái lượt bán này là 5 000 đô ha Nó không có quá nhiều đâu thì anh chị cũng có thể tham gia và chúng ta sẽ mua à, thì Chúng ta thấy được là giá thị trường là 10.200 à, Thì họ sẽ bán với cái mức giá là 5.100 có nghĩa là sell off 50% và khi mà anh chị mua cái mức giá này mà anh chị bán ra thị trường được á thì anh chị đã lời 50% rồi Nó khá là ngon đó và thời gian anh chị thấy là nếu mà anh chị có ý định là mà chúng ta muốn tham gia thì chúng ta hãy tham gia và kiếm tiền bằng những cái sự kiện như thế này vào ngày 10 tháng 5 nha anh chị nha 9 giờ ngày 10 tháng 5 và và kết thúc là 9 giờ ngày 16 tháng 5 là trong vòng 6 ngày thôi họ sẽ mở bán thì ở đây chúng ta thấy được là cũng có những cái liên quan như là VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 như vân vân Đó thì khi mà anh chị drop stack có nghĩa là chúng ta mua cái đồng Robit token á anh chị stacking Thì anh chị sẽ có những cái mức đăng ký ví dụ như là VIP 1 thì anh chị được đăng ký tối đa là 500 đô ở uh, VIP 2 thì anh chị sẽ đăng ký tối đa là 2.500 đô và cứ như thế mà khi mà anh chị uh, nắm giữ nhiều Robic token á ở VIP 5 thì anh chị sẽ kiếm được là 30.000 USDT khi mà anh chị đăng ký vào cái vòng này nó khá là hấp dẫn và cũng như là những cái điều khoản khác thì anh chị có thể là vào Robic Global để anh chị đọc qua ha. Thì uh, đó là những cái tính năng khá là hấp dẫn và cũng như là cái chiến lược marketing của họ về những cái sản phẩm này em thấy khá là tốt. Trước đây họ có đại bán về Bitcoin Apecon, à, Radium, Solana, Ethereum, Bitcoin, VeChain, uh, Shiba NU, rất là nhiều phantom nữa nè Thì khi mà chúng ta có những cái sự kiện uh, như thế này thì chúng ta cũng có thể là tham gia vào Và biết đâu mà chúng ta mua được cái phần, uh, ví dụ như Ethereum như thế này Với cái mức giá là 50% sale off thì nó quá ngon anh chị ạ à. Anh chị mua cái anh chị bán là anh chị đã lời 50% rồi Thì đây là một cái chiến dịch marketing khá là tốt và cũng như là nó đủ sức để thu hút uh, người dùng Và cũng như là có sự tiềm năng phát triển À, và quay em đã giới thiệu anh chị về cách đăng ký, nạp rút và các vấn đề liên quan đến những cái tính năng và cũng như là những cái sự kiện ở trên sàn giao dịch này. Thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách chúng ta hãy đăng ký với đơn diện của team ha. Và sau khi chúng ta đăng ký thì chúng ta có thể là tham gia vào những cái sự kiện độc quyền và cũng như là những cái vòng IO hấp dẫn ở trên sàn Robic Global. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.